À, xin chào mọi người á. À, đây là trưa trưa nè, hay sáng mới xịt thuốc á. Xịt thuốc để mà ngừa đốm lá, cháy lá cho cây nè. Đấy, lúc này xịt buổi chiều thì nó tốt hơn á, mà buổi chiều lúc này buổi chiều trời nó hay mưa lắm. Trời nó hay mưa lắm, thôi xịt buổi sáng luôn. Nó xanh xanh này ha. Xanh xanh này là cái thằng man thôi. Man là mình giới thiệu mọi người rất là nhiều rồi. Đây, mình quay cái hàng từ hiệu thuốc cho mọi người xem mà còn không có. Chúng ta xịt Antracon cốc 85 hay là chanh bông, chanh panh gì cũng được. Đây, cái này là thuốc nè. Cái này là mua là 155.000 một bịch một ký ha. Bịch một ký. À, tính ra thì nó rẻ hơn cái thằng Antracon rồi. Antracon thì nó một gói 100g thì nó ba mấy ngàn á. Cái này xài nó có rẻ mà nó cũng nó cũng hiệu quả lắm. Lá cây thì nó không có bị bệnh đâu nha, nó bệnh lắm, này tác dụng cũng lâu lắm, nó bám dính lâu lắm à, bám dính lâu lắm này. Chúng ta canh đọt non á, canh đọt non chúng ta xịt xịt để bảo vệ cái lá, cái lá nó khỏe thì cái mầm, cái mắt ngủ trong đây nè, cái mầm, cái mắt mà nó một là đọt, hai là bông á, thì nó mới khỏe được, nó mới hình thành nụ bông được tốt á. Còn cái lá mà nó bị hư, nó rụng mất thì không thể nào mà nụ hoa nó phát triển được. À, nguyên vườn sạch xanh lè. Rồi, sau đây mình sẽ quay giao lưu với anh em á, những cái đại lộc gấp 5 mùa nè. Cái này sáng nhìn là xịt thuốc không em, à, tối mình mới vô dây được có mấy cây à, được 3 cây nha, vô dây chỉnh sơ sơ lại cho nó tròn tròn à. Cho nên phân bố ánh sáng là nó đều, nắng là nó đều tàn à. Có nắng thì nụ hoa nó mới phát triển được à, chứ thằng này nó che qua thằng kia, bên nhánh nhiều bên nhánh ít thì nó không có tròn tàn á, không tròn tàn mà hoa nó cũng không có đều lắm. Rồi, hôm nay là 26 tháng 8 à, đại lộc ghép 5 mùa, đây là cây số 1 đây. Đây là cây số 1 ha. Đây là một cái cây gốc bứng được ghép là 5 mùa rồi. Gốc này thì nó nhỏ, nó đang nằm chậu 3 tấc. Đây, cây này thì chúng ta phải thay thành chậu 3 tấc rưỡi cũng được, thay chậu đôn, chậu ống gì cũng được ha. Cái hoành nó thì nhỏ, hoành nó là 15 thôi, hoành nhỏ mà được cái bộ rễ nó cũng lạ lắm. Giống như hiểu kiểu con gì đây, nó nằm ha. Cái này thì đo tham khảo thôi nha, cái đế ở dưới đây nè. Nó là 40 mấy nè, 42. Cái đây thì có 15 thôi, nhưng mà cái rễ nó nơm lên ha. Đây, nơm lên. Nhưng mà rễ đa chứ. Ít nhá gì ảnh ương gì không biết nè. Còn tàn bên trên, đây là cây 5 mùa. 5 mùa. 5 mùa thì tàn bên trên cái cốt nó khá là cứng rồi. Cây rất là cứng cây nha. 5 mùa. Làm cây 5 mùa tốn 5 năm á. Cái cốt bự hơn cái tay cái nè. Rất là già cây nè. Những vết cắt thì nó kéo thẹo lại rồi. Nụ thì bây giờ nó cũng đặc rồi ha. Những cái này là những cái mắt kim nè, mắt kim này thì nó chưa hình thành cái nụ hoa đâu ha. Chúng ta phải vô phân mà có lượng lân cao thì những cái mắt kim này nè nó sẽ hình thành hoa. Đấy, còn vô đạm cao á, thì những gốc này nó sẽ vọt ra, nó hình thành là những cái chồi mới. Đây, chiều cao mà tính từ mặt chậu á. Chiều cao tính từ mặt chậu là 90 á, 90cm. Là 9 tấc á. Cái tàn ngang nó là 60 nha, 96. Cái tàn ngang nó là 60cm nha. Đây, đây là một cái cây dáng tàn thông á, dáng thẳng tàn thông. Bộ đế nhìn nó cũng được được chút nè.
Đây là số 1 ha. Rồi. Theo yêu cầu của rất nhiều anh nhiều chú á, yêu cầu những cây dáng bay thì hôm nay mình có được hai cây dáng bay nè. Đây là cây dáng bay nha. Nói chung là mình làm nó bay hơi hơi thôi. Năm nay thì cái cốt cành nó chưa cứng. Cái cốt này nè. Toàn nó tay cái nha, mà năm rồi cắt đôn á, cắt đôn trên đây. Thì mình năm nay xin tiếp tục nuôi dưỡng cái tượng này ha, cho nó bay qua đây. Thằng này thì hồi về cái gốc nè. Gốc này cũng lạ, giống như kiểu nó bị xù hay sao á. Ở trên đây nè, nó có một cái dòng đây nè. Xuống đây cái nó to ra, giống như chân voi á, chân của con voi ha. Đây gốc rễ nó đây. Nó lạ, giống như con gì chu đích hay gì nè. Cái gốc này hoành thì nhỏ, hoành của gốc này đo chắc cả mười mấy à, 10, 13, hoành đó là 13. Còn cái rễ đây nè, rễ đây là 12 à. Mình chỗ cái rễ này đặc biệt à, nó có một cái cục nó to lên lên nè. Cái cục này nó to lên, to ở dưới đây nè, ở ngoài nhìn thấy nó to, to lắm. Bay bay à. Cái thân nó cũng bay bay nè. Cái này mới đầu thì mình đến sửa cái dáng trực, cái dáng thẳng á, mà thấy chỗ này nó bị trống tàn quá, nếu mà dựng thẳng lên á nó bị trống tàn thì mình sửa nó cho nó bay luôn ha. Bay luôn nè. Đấy, vậy nên tiếp tục ha, tiếp tục chơi, tiếp tục tạo hình tiếp. Rồi, cái tàn ngang của nó đây, tàn ngang mà bay của nó. Bay là 90 nha. Tàn ngang bay là 90. Bay 90 nha. Nó có 3 tầng. 1 tầng nè, 2 tầng nè, 3 tầng nè. Đó, đây là cây số 2 nha. Cây số 2 vừa rồi thì giao lưu với giá là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu. Còn đây là cây số 3 nè, cũng dáng bay nha. Cây này thì nó ba, cái tàn nó rậm hơn cây hồi nãy. Cái tàn ngang nó bay là 1 mét á, là 100 á, 100 á, 100. Bên trên tàn nó rậm, nó kín nè. Đây vẫn là cho ba, nó bay 3 tầng nha. 1 tầng nè, 2 tầng nè, 3 tầng. Ở phía trước này nói chung là nó có 3 đọt phía trước nè. Chúng ta thích thì chúng ta để 1 đọt, còn không thích thì vẫn để 3. Đấy. Gốc rễ à, cái gốc nó nghiêng nghiêng nè. Đây là đại lập mà lại ghép 5 mùa ra. Đây cái hoành nó, hoành cái này thì nói chung là nó không có lớn lắm. Khoảng mười mấy à, mà được cái là nó ghép rất là già rồi, nó nằm chậu rất là lâu năm rồi. Hoành ở đây là 14 á. 14. 14 thì bóp nó vừa giáp à. Cái gốc nè. Nó thuận á, làm dáng bay nó thuận luôn nè. Đấy. Thuận nha. Đây, đây là cái tàn bên trên á. Tàn bên trên cũng khá là kín á. Ngồi dưới đây là có bóng mát luôn á. Nhánh bên trên nè. Nha, ghép 5 mùa á, cái chọc ghép là nó bự hơn ngón tay cái luôn rồi. Tay cái luôn ha. Lên trên nè, tàn bay là 1 mét á. 1 mét. Hiện tại thì nó đã ngậm nút ha, chứ chưa gọi là nụ đâu. Đây, cái này là chúng ta bỏ cái phân nè, phân NPK có số giữa cao. Để thì cái nụ nó sẽ tròn lên. Còn cái này nếu mà số đầu cao
thì nó sẽ tiếp tục ra đọt, chứ nó chỉ có vậy thôi. Còn cái giống mai nút nhiều nút ít là do giống ha, còn cái này nút nó đặc ha, mỗi mắt lá là mỗi một nút, mà mắt lá nó khích khích nhau mà. Rồi đấy, đây là cây số 3, số 3 với giá là 1,9 triệu. Đây là tối mình có vô nhôm, vô nhôm thì một ngày đi, ban ngày đi làm tưới phân xịt thuốc đầu suốt à, làm vườn đó, nên ban đêm mình tranh thủ mình làm ít cây à, chứ không có được nhiều quá. Này quay giao lưu cho anh em à. Được mắt thì chúng ta giao lưu á, không thì xem chơi vui cũng được. Đẻ lộc à, cây số 3 này với giá là 1,9 triệu à. 1,9 triệu, bay là 1 mét. Đó. Này còn một cây nè, còn một cây nữa mà mình chưa có sửa. Cây này có thể anh em biết anh có thể làm thác đổ được hay không á. Quay cho mọi người xem có gì góp ý giúp mình á. Đây cây này nè, cây này là mình chưa có chỉnh sửa. Mình thấy cái gốc này có thể làm thác đổ được nè. Nó nghiêng theo chiều này anh, nó có một cái chiều đứng đó nè, chính là cái đỉnh thác nè. Còn cái chỗ này mình có thể nó đang mình đang dưỡng cho nó dài ra, có thể uống cho nó gập xuống á. Gập xuống mà đây là cái đỉnh thác và nó gập theo từng tầng á. Đỉnh này tay đây một tầng nữa, đây một tầng, đây một tầng á, kéo xuống đây là một tầng, đây một tầng, ở dưới này một tầng nữa, khoảng 4-5 tầng vậy đó. Không biết có làm được hay không á, có gì mình làm thì mình sẽ dưỡng bên cho bên thằng bên đây nó nhiều, có gì anh em góp ý giúp mình á. Cái này thì nếu mà được mắt á, anh em được mắt thì nếu mà anh em về tự uống á thì mình sẽ để cái giá là 1,8 triệu luôn. Còn cái này chưa có uống ha, chưa có uống gốc nó nè anh em về, nếu mà anh em sự tự sáng tác, còn không thì để mình uống á, uống thì cũng giá đó thôi, cái đó hoặc là thêm chút ít thôi ha. Những cái cây mà làm thác kiếm thác đổ rất là khó, coi như là 100 cây 200 cây nó chỉ lọt được vài cây thôi chứ không có nhiều. Nó chột ghép à, nó đây là đại lộc á. Rồi sau đây là theo yêu cầu của anh em á, mình sẽ quay một cây phú tân á, phú tân theo kiểu tàn thông mà. À, 4 cây đại lộc nè, 1 cây phú tân. À, đây là cây phú tân á, phú tân ghép 3 mùa đây. Cái này thì cao 80 và ngang là 80 luôn. Tàn rất là tròn á. Cao 80, ngang 80. À, theo kiểu hình thú ra. Này là giá 1,6 triệu á. Phú tân à. Tàn bên trên. Đây, cái này thì đo cái hoành ha. Cái này thì chắc cũng nhỏ chứ không có lớn lắm. Nhỏ. Này hoành là 16 á. 16 này được cái gốc nó bò bò ha. 16 cao 80 ngang 80 88 à. À, đây là phú tân. À, phú tân. Đây cây này thì là lúc trước mình có quay cho anh em xem rồi ha. Đây là cái đại lộc nè, cao 1m1 á. Mét mốt tính từ mặt chậu. À, lần trước là có giao lưu với anh em à. Quay giao lưu là 3,5 triệu á. Nay quay kỹ lại bữa hổm trời nắng quá, trời nắng à. Gốc như gốc đa nha. Hoành này thì nhỏ, cỡ 16-17 thôi. Mà được cái là cái form nó cao, form kiểu tàn thông. Cái này là cũng 5 mùa. 5 mùa. Đây, vô dây nhôm ha. Nhôm cho nó kín tàn lại, chỗ nào nó yếu thì kéo qua. Theo kiểu tàn thông á, cao là 1m1. Nếu mà cái đọt nè, tính ngang đây ha, tính luôn cái đọt là 1m2, tính 1m1 thôi. Tàn ngang thì 8 tấc. Nhánh rất là già, cái tược ghép tuốt ở dưới đây nè. Cái tược ghép tuốt dưới đây nè. Đó. Có to có ngón tay cái nè. Tàn ở bên dưới dòm lên ha.
có bóng mát luôn á. Đại lộc ha, 1m1. Rồi ha, cái cây này thì nó chưa có ra kính nè, chúng ta có thể tăng cường thêm một lần phân bón lá nữa, phân bón lá vừa tưới vừa xịt khoảng 3 lần để cho nó ra. Nó ra một cây là một cây đọt nữa là cho nó kín cây, đó với những cây mà tàn chưa đủ á, kín cây cho nó kín cây. Hiện tại thì ở đây nó cũng hình thành nè, những cái nụ này là chưa chắc là chưa biết là hoa hay là nụ á, là nó do chúng ta thôi. Nếu chúng ta làm cho nó ra đọt á thì này nó sẽ ra đọt, mà chúng ta muốn làm ra tạo nụ á thì nó sẽ tạo nụ á. Nó còn đang nằm chờ ở đây nè, đạm cao thì ra đọt, còn lân cao là hình thành nụ luôn, không ra đọt nữa. Rồi, xin chào mọi người á. Rồi, buổi chiều này mình sẽ tranh thủ mình sửa thêm vài cây để cho anh em vừa xem chơi được mắt thì giao lưu, còn không được thì chúng ta xem cho vui á, xem cho vui. Rồi, cái phần phân thuốc á thì nó chỉ đơn giản chỉ có vậy thôi ha. Ta đọt non nè, ta xịt bọ trĩ và xịt bệnh. Còn cái phần trong chậu nè, tại vì nếu mà thằng chậu này nó trong chậu dính giữ một cái cây to thế này, lá cành nó quá trời thế này đi. Nếu mà ở ngoài đất thì cái rễ nó còn đi tìm dưỡng chất ở ngoài đất đâu, còn trong đây nó chỉ trông chờ vào một cái diện tích nhỏ xíu siêu này nè. Đấy, thì chúng ta phải tưới phân á. Tưới phân thì chúng ta tưới phân hữu cơ trộn với NPK. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện chút xíu á thì chúng ta tưới phân hữu cơ không thì nó tốt hơn nữa ha. Nên quan trọng là chúng ta làm cho rễ khỏe thì đất trong chậu này nó phải thông thoáng, nó phải thoát nước cho tốt, không được ôi nước á. Chúng ta thấy vậy, chúng ta thấy nó lưng lưng nửa chậu nè, chúng ta đổ lên ngập mặt á là nó không có tốt á. Chúng ta cứ để như vậy á. Cần thiết thì chúng ta có thể đôn nó lên á, mình kết cơi một cái chỉ sơ dừa hoặc là vỏ trấu ở dưới đây nè, cơi cao lên và lắp bằng luôn ha, chứ đừng có tủ đầy là nó bị ôi nước á. Cái ở đây thì nó lại lắp cái gốc mà nó lại không đẹp nữa ha. Cơi lên rồi, ngoài những hàng cây lớn này ha, cái hàng cây này ở bên mình còn có những hàng cây giống nè, cây giống nhỏ đại lộc đây, cho những anh em học sinh sinh viên về cũng có thể chơi được ha. Này thì ghép 1 năm rồi, gốc rễ nói chung cũng tương đối, cũng không được đẹp lắm, cũng tương đối thôi, nó cũng có gốc rễ chút xíu. Tết này cũng có nụ hoa ít chơi ít à, với giá là 250.000 một cặp á, 250.000 một cặp. Đại lộc thì giá nó hơi mắc tí, còn cái Phú Tân nè, Phú Tân Thủ Đức á thì giá nó rẻ hơn. Phú Tân Thủ Đức thì giá là 150.000 một cặp ha, 150.000 một cặp. Cái gốc rễ này nói chung là cây thì nó khỏe, cái rễ thì nó cũng tương đối à, không được đẹp lắm. Này, những anh em vào đại giống Phú Tân chịu lạnh tốt, như nên là mới tập chơi là ở miền Bắc nè, cái giống này cực kỳ khỏe luôn. 150 một cặp, gốc thì nó cũng được chút nha, cũng có quấn rễ nhưng mà không có được đẹp lắm. Rồi, xin chào mọi người. Xịt xanh lè là sáng xịt ba cái thuốc man á, như đoạn đầu video mình có giới thiệu à. Còn không có cái đó chúng ta xài cái vườn ta có cây ăn trái đâu đó, xài chung cũng được nữa. Xịt ba bệnh đạo ôn cho lúa, bệnh thắng thư của sòi, lấy cái thuốc đó xịt cũng được, khỏi đi mua.